mà đi qua bên đây mà đòi về nên hẹn đi mà bớt cái gì mà làm cái gì mà bớt á mà phải chạy cái gì vậy à dạ không dạ nó đòi nó má nó luôn kìa dạ không má con nó có cái đó nè con dạ không không mấy người này dốt lắm đụng rồi hai đứa nó đần độn rồi con phải giải thích cho kỹ không thôi người ta tưởng ta má có cái đó dạ để hết đi con bonjour là chào à dạ dạ là chào đó dạ dạ còn mẹ xin lỗi cô đó 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 hồi nãy mày đòi bớt giờ mày đòi bớt kìa đi mở nhà luôn không mở nhà có nói nè mẹ si bớt mà cái sao sao cái con này nó nhạy cảm chứ vậy trời tôi nghe mở nhà tôi nghe em nghe không đợi bớt cái vụ u nữa đó má ơi dạ không sao đâu chắc má hai á thèm cái gì làm thích nói nữa cái đó à dạ nghĩ tới cái đó trong đầu á chứ mà không phải làm cái đó làm sao vậy con dạ merci là cảm ơn rồi hồi nãy mẹ đỡ con cảm ơn đúng rồi nó nghe chưa cái chưa dạ trời ơi lâu ngày á con đi du học về con nhớ nó Chủ nhật quý vị mình hãy nhớ đến cái đoàn Lô Tô Sài Gòn Cần Thời với chủ đề là ôm rời bóng đây rồi quý vị mình nha giả vé anh giả vé đây nè sang ơi còn vé không sang dạ có vé cho anh đây nè quy dạ quý vị mình đang nghe từ giờ này thì anh chị nào mình chưa vé thì mình hưng định tham gia thanh dự quý vị mình hát bên trên tụi em dò số xong vòng này thì bắt đầu sẽ đến với vở kịch đêm kinh hoàng liền luôn quý vị và ngay từ giờ này anh chị đừng có vé cầm trên tay hướng mắt về sân khấu chuẩn bị dò số bọc tràn nhà lên chị em xuống gì đây mấy gì đi con mấy gì đi mấy gì ra mấy gì đi mấy gì ra số số luôn mấy gì đây đã bóc ra hết vé không em dạ hết vé rồi anh chị mình ơi dò số luôn ha xuống gì đi con mấy gì đi mấy gì đi mấy gì ra có bốn thầy trò lên núi mà thần kinh cái bụng trình hình là chư bát giới cái tai phơi phới là quỷ sa tăng cái mặt mà hay nhăn là đường tam tạng cái tánh là liều mạng nhưng ta đang đưa gì đưa cái cặp bình bông cái mặt khó lắm là tam thái tử cái mặt hung dữ là ba lộn cái gì cũng vô bà lộ hết trơn vậy bà ác quá cái mặt hung dữ là ông hà nhi người cầm cái ly là quán âm bồ tát người cầm bình bát là phật tổ như lai quá phép bàn tay nhốt ngang thủy độn con 11 con mười một số đâu biết chọn vô con mười một mấy chị đi số gì đây mấy chị đi theo các bạn phải mong cứ gửi đi mấy thằng đời vẫn ăn chưa thôi mấy chị đi ăn nó nhớ đẹp đây còn có em đẹp này ăn cũng nhớ chữ này 47 mười thì đây nghe nghe mà bớt nhắc bớt bà đánh mắt rồi đánh má hồng cái đêm đồng đồng mặt là ba giả lộ nghĩ mà nó ngộ không hiểu tại sao mày làm chồng tao mà mày cứ nghĩ tôi về suy nghĩ có về suy nghĩ chuyện lạ hết hồn con mười bốn mày gì ta số gì ta mày gì đây kiếp này là bê đê kiếp sau thì ô ô môi kiếp này là bê đê sao không được mà em kiếp sau chị ba kiếp sau họ còn là bê đê giống như bây giờ hay không hay như thế nào mà em kiếp sau trong nước mắt trên tôi trước khi thấy đồ em còn nghe anh nhá.
nằm ca đằng kia kêu u bên trời kêu trong gió nơi miền tây đất quê hương nơi người dân sống như thương dù có đi nơi nào cũng gặp về hương sâu đậm còn hai mươi sức gì ra mây gì ra mây gì ra mây gì ra bằng một lớp khuya cho màn đêm nối dây nhịp trong vang chỉ còn hồi đêm nay ngọn sắc khoai dư cần còn vui uống say ngồi lấy hồi giờ thì hôm nay năm mươi hai số gì đây mấy gì đây con số gì đây mấy gì yêu ai cũng muốn vậy yêu trời cho đời tôi ăn cũng yêu như trò chơi. Cái này sao đâu? Cái này sao sớm đi cùng người tình thứ nhất ngày tối mơ tìm người tình thứ hai ngày mai sẽ bên ai em sẽ bên ai đi 32 vô 32 cỡ 32 32 32 So kỳ đà lần cuối gặp nhau anh thấy nó nói tạm biệt từ mai khi anh em đi quanh chân trời nếu cứ không cần nhịp ơi làm cách tóc nóng trên cửa tiệm bồn còn số bốn mấy kỳ đà số kỳ đà đêm nay cả gian trắng mình bên nhau cùng hòa chung câu hát hương sông tình năm nay nhạc lớn lần mẹ nghe tao duyên ta say cùng ánh trăng cùng hồn sao lấp lánh trên trời cao sao với hay sáng tôi tình ta ba mươi ba còn năm gì đây năm gì ra tấm leo lý tưởng của anh và của em đâu em ơi tấm leo lý tưởng của anh và của em đâu em ơi tấm leo lý tưởng Năm mươi chín là tăng giá bờ hơn. Xin lâu xin dừng xe. Rồi bây giờ dưới khoan phòng với số đi chế chứ có một chữ nhân đồng dạng con số 59. Rồi anh chị mình ơi, ngay từ giờ này quý vị mình phía bên dưới khoan bôi xóa tặng lá vé luôn ha. Và phía bên dưới chúng em ngay từ giờ này sẽ rào bước phục vụ cho tất cả quý vị mình qua vòng loại đặc biệt đầu tiên với một tặng lá vé có mệnh giá 30.000 đồng quý vị mình nha. Dạ rồi em mời lên sân khấu luôn nha. Ký hiệu 1262 59 vừa kêu 47 20 và số 4. Giờ đây dòng loại này chỉ có một anh trai độc giả rồi mời anh qua phía bên kia mình nhận quà luôn ha. Rồi tặng cho anh con gấu Na ơi. Lấy con gấu xong rồi đưa anh vô phía bên trong nhận quà luôn nha. Rồi quý vị mình ơi thì nhà mình xin nhắc lại một lần nữa ngay từ giờ này phía bên dưới chúng em đang rào bước phục vụ cho tất cả quý vị mình qua vòng loại đặc biệt đầu tiên với một tặng là vé có mệnh giá 30.000 đồng quý vị mình ha. Thế chị là mình chưa vé mình thương tình tham gia tham dự ủng hộ cho mình trên tụi em qua một vòng loại đặc biệt đầu tiên. Và cũng là ngay từ giờ này thì quý vị mình cũng nhà mình thấy cũng có rất là nhiều anh chị mình mới tới mình chưa có chỗ ngồi. Và ngay từ giờ này thì quý vị mình hãy tìm cho mình một chỗ ngồi ổn định quý vị mình ha. Tại bên dưới tụi em sẽ bán vé qua một chút xíu thì bắt đầu vở kịch trong buổi tối ngày hôm nay của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Vở kịch mang tên là Đêm Kinh Hoàng quý vị mình ha.